Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài phần luyện tập của bài số 4 là một số bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch, đúng không nào? Thì chúng ta cũng đã nắm về kiến thức về tỷ lệ thuận cũng như là tỷ lệ nghịch rồi, thì thầy không nhắc lại nữa. Thì trong clip hôm nay, thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài số 5, đó chính là hàm số. Thì thầy nói luôn là cái hàm số này, chúng ta đang học ở lớp 7 thì cái mức độ của nó rất là đơn giản. Nhưng chúng ta học ở năm học lớp 9 thì cái phần hàm số này rất là quan trọng và rất là khó, tại vì nó liên quan tới cái việc đạo hàm của năm lớp 12. Nên chúng ta phải hết sức chú ý để chúng ta, tại vì kiến thức toán học là nó liên quan với nhau hết, các em hiểu nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1 nhé. Rồi chúng ta sẽ đi sang phần 1 nhỏ là một số ví dụ về hàm số. Ok, thì cái phần này thầy chỉ đọc rồi phân tích thôi các em nhé, chứ thầy chưa làm ở ngoài giấy đâu. Trong thực tiễn và trong toán học, ta thường gặp các đại lượng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của các đại lượng khác. Thì cái câu này chúng ta hiểu như thế này, nghĩa là trong cái toán học ấy, thì cái đại lượng này nó tăng thì đại lượng kia có thể tăng hoặc là giảm, nghĩa là nó phụ thuộc với nhau. Thì như vậy thì như thế người ta gọi là hàm số, được chưa nào? Ví dụ 1 này, nhiệt độ T, độ C này, tại các thời điểm T giờ trong cùng một ngày được cho trong bảng sau. Nghĩa là ở đây là nó sẽ thay đổi là 0, 4, 8, nghĩa là cách nhau cái thời gian của nó là 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng này, thấy không nào? Thì cái nhiệt độ tương ứng của nó cũng sẽ thay đổi theo, chứ nó không có giống nhau. Các em hiểu nào, đây 20 độ C, 18, đó, nghĩa là nó thay đổi, đó, được chưa? Chúng ta đi sang trang 63 nha. Rồi, các em cứ bình tĩnh, nó chưa tới cái đoạn hay đâu các em. Chúng ta đi sang cái ví dụ 2 nữa nè. Khối lượng M, gam của một kim loại đồng chất, có khối lượng riêng là 7,8 gam trên cm khối, tỷ lệ thuận với thể tích V. Theo công thức là M sẽ bằng 7,8V. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, M thì bằng 7,8V. Bây giờ chúng ta sẽ làm chấm hỏi 1. Tính các giá trị tương ứng của M khi V bằng 1, 2, 3, 4. Thì thay vì thầy chỉ thế vô thì thầy sẽ kể cái bảng ra rồi thầy sẽ hướng dẫn cho em làm ha. Rất là đơn giản em, chưa khó đâu em, chưa khó nha, thầy nói chưa khó. Thì ở đây V, ở đây M ở đây, nghĩa là V ở đây người ta cho 1, 2, 3, 4. Thì chúng ta thế vào đâu? Chúng ta thế vào chỗ đây này. Như vậy M bằng 7,8 nhân, đây là nhân này, được nè. Như vậy nếu V bằng 1 thì chúng ta thế chỗ đây, nghĩa là 7,8 nhân 1, thì chỗ đây thầy điền là đây là 7,8. Tương tự như vậy thì thầy sẽ dùng máy tính bấm cho nhanh cho các em nha. 7,8 nhân 2 ha. 15,6 em. Tiếp tục nhân 3 đây. 23,4. Nghĩa là lấy 7,8 nhân 3 này, tiếp tục lấy 7,8 nhân 4. 31,2. Rồi. Đó. Chỉ như vậy thôi, các em hiểu không? Rồi, ok, con dê ha. Rồi, tiếp tục, chúng ta đi sang ví dụ 3. Thời gian T giờ của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km, tỷ lệ nghịch với vận tốc V của nó theo công thức T là bằng 50 chia cho V. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta có T là bằng 50, thời gian này bằng quãng đường chia cho vận tốc này, được chưa? Chúng ta đi sang chấm hỏi 2. Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của T khi V bằng 50, 25, 50. Như vậy thì rồi, thì chúng lập bảng luôn, có vấn đề đâu, phải không? Tính thì việc thế cho thôi. Đây, thầy đang lập bảng này nha. Như vậy thì V ở đây, T ở đây, tại vì T phụ thuộc vào V ha. Như vậy thì V tương ứng là 5, 10, 25, 50. Chúng ta thế vào đâu? Ta thế vào đây.
50 chia cho V, nghĩa là V bằng 5, thì 50 chia 5 thì bằng bằng 10, T bằng 10. 50 chia 10 thì bằng 5. 50 chia cho 25 thì bằng mấy? Bằng 2. 50 chia cho 50 thì bằng bằng 1. Vậy thôi. Các em có hiểu không? Còn cái việc tính thì các em tự tính nha, thầy chỉ lập bảng và cái kết quả thôi. Ok. Như vậy thì chúng ta có cái nhận xét. Thì trong ví dụ 1 ta thấy là cái nhiệt độ T độ C phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian T. Thì cái phần này á thì chúng ta tự đọc đi. Chúng ta đi sang phần 2 nha. Phần nào thầy quan trọng thì thầy sẽ nhấn mạnh. Phần 2 đó chính là cái khái niệm hàm số. Đây, bây giờ chúng ta được tiếp xúc với gọi là cái khái niệm hàm số đầu tiên ha. Nếu đại lượng Y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi X sao cho với mỗi giá trị của X ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của Y, thì Y được gọi là hàm số của X. Khi đó Y, thầy nói khi đó X gọi là biến số. Nha. Thì biến số như vậy thì thông thường là như này này. Y, nó cái hiệu đây là X mở đóng mở ngoặc như này. Thì nó cũng sẽ bằng là thầy nói Y là bằng Fx. Thì X ở đây chính là biến này. X là biến số. Cái này bỏ đi, lấy cái này này nha em nha. Còn chúng ta chú ý rất quan trọng ở đây. Khi X thay đổi, X thay đổi mà Y luôn nhận một giá trị, luôn nhận một giá trị thì được gọi là hàm hằng. Hằng ở đây là hằng số các em, được chưa? Rồi. Chúng ta chú ý một điều nữa là khi Y là hàm số của X, ta có thể viết đây, thấy không? Fx, gx. Chẳng hạn với này. Đây, nhìn này. Đẩy lên nha. Chẳng hạn như là bây giờ Y thì nó bằng là 2x cộng 3. Thì bây giờ thay vì như thế thì người ta sẽ viết Y sẽ bằng là F của X bằng 2x cộng 3 cũng được. Được không nào? Rồi. Chúng ta đi sang phần bài tập nha các em nha. Còn những cái phần râu ria này nọ thì chúng ta tự đọc và tự nghiên cứu. Chủ yếu là thầy giảng em phần lý thuyết cho các em hiểu những cái cơ bản nhất để làm trong cái phần bài tập và hướng dẫn bài tập. Các em hiểu nè. Chúng ta đi sang bài 24. Rồi chúng ta đi sang bài 24 các em nha. Ta có phần bài tập. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng X và Y được cho trong bảng sau. Như vậy thì ở đây chúng ta có X với Y. X thay đổi là từ âm 4 cho tới 4. Thì Y nó tương ứng nhận các giá trị tương ứng này. Các em thấy nè. Ta hỏi các em là đại lượng Y có phải là hàm số của đại lượng X hay không? Thì nhìn trên cái bảng này thì các em dựa vào cái khái niệm của hàm số thì chúng ta có thể kết luận được Y này chính là hàm số của X. Vì mỗi giá trị của X này chúng ta luôn luôn nhận được và tương ứng chỉ một cái giá trị tương ứng của Y. Các em hiểu không? Như vậy thì Y này chính là hàm số của X. Rồi chúng ta kết luận ở đây. Ta thấy ứng với mỗi giá trị của X ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của Y. Và chúng ta kết luận ở đây giùm thầy là vậy đại lượng Y là hàm số của đại lượng X. Chữ bữa nay sao đẹp dữ trời. Chắc bữa nay mưa to. Đúng không nào? Ok. Chỗ thầy cũng đang bảo cũng đang vô tiếp các em. Khổ ghê luôn. Rồi bài 25 nha. Rồi chúng ta có bài 25. Thầy nói bài 25 này cái dạng này rất dễ trong có trong thi học kỳ 1 nha các em nha.
chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Và tại vì trong những cái năm trước thầy có lưu giữ cái đề thi á, thì thầy thấy những cái câu như này người ta rất là hay ra, nên chúng ta phải lưu ý nha. Ta có là cho cái hàm số y bằng là fx bằng 3x mũ 2 cộng 1. Bây giờ người ta yêu cầu tính ba cái f, f 1 phần 2, 1 với 3. Như vậy thì đây là cái bài đầu tiên nên thầy sẽ hướng dẫn rất kỹ. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cái cách tính f của 1 phần 2. F 1 phần 2 nghĩa là gì? Nghĩa là ở đây là x đúng không nào? Mà đây là f 1 phần 2, nghĩa là chứng tỏ là x ở đây là bằng 1 phần 2. Như vậy chúng ta thế cho chỗ đây. Nghĩa là chỗ nào có x chúng ta thế bằng 1 phần 2 vô cho thầy ha. Như vậy ở đây là x thì đây là x, mà ở đây là 1 phần 2 thì chúng ta thế cho đây là 1 phần 2. Như vậy nó sẽ trở thành là 3 nhân cho 1 phần 2. Nhớ phải đóng ở ngoặc mũ 2 bằng 3 nhân, chúng ta đây là 1 phần phần 4 cộng 1 đúng không nào? 3 nhân 1 phần 4 là 3 phần phần 4 cộng 1. Chúng ta quy đồng lên thì kết quả ở đây 4 nhân 1 đây là 4 cộng 3 đây là 7 phần phần 4. Thì kết luận là vậy. F của 1 phần 2 đây chính là bằng 7 phần phần 4. Được chưa? Tương tự như vậy thầy sẽ tính F của 1. Chúng ta hiểu rồi thì cái bài này nó rất là đơn giản, nó chẳng có gì khó cả các em ạ. Thầy nghĩ là thế. Chủ yếu là cái giai đoạn ban đầu các em hơi bỡ ngỡ thôi, chứ còn sau khi chúng ta làm rành quen rồi thì cái dạng này các em lại thích làm. F của 1 thì x đây là bằng 1 thế vô đây. 3 nhân ở đây là 1 mũ 2 cộng 1. 1 mũ 2 là bằng 1 cộng 1. 3 nhân 1 là 3 cộng 1, đây chính là bằng 4, ta kết luận ở đây. Vậy F của 1 thì bằng 4, được chưa nào? Tương tự như vậy F của mấy? F của 3. Thế chỗ đây. 3 nhân cho 3 mũ 2 cộng cho 1 thì 3 nhân 3 mũ 2 là bằng 9 cộng cho 1. Có đúng không nào? Như vậy thì 3 bằng 9 là 20, 17 cộng 1 thì bằng 28. Vậy ta kết luận ở đây, vậy F của 3 là bằng 28. Được không nào? Rất nhanh gọn, dễ hiểu, chẳng có gì rườm rà. Học thầy thì phong cách của thầy thì nhanh, nhưng mà nó lại chắc và cơ bản em ạ. Chứ mà thùng rỗng thì hay kêu to, các em nên nhớ câu đó. Những người nào mà cứ học lỡm đâu rồi ấy là phô trương, thầy ghét những người lắm. Thầy không thích. Rồi chúng ta đi sang bài 26 nha em nè. Rồi chúng ta có bài 26, bài cuối cùng ha. Người ta cho hàm số y bằng là 5x trừ 1. Người ta yêu cầu lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x bằng đây. Thì bây giờ thay vì thế thầy sẽ tính cái cho đây là f bằng fx đi. Thầy sẽ tính, sau đó thầy lập bảng sau nha. Nghĩa là thầy sẽ tính f của âm 5 này, f của âm 4 này, f của âm 3 này, f của âm 2 này, ha, f của 0 này. Được nào, các em thấy nè, là f của 1 phần 5 bằng. Sau đó có kết quả rồi thầy sẽ điền vô trong bảng rất là nhanh. Được nào? Bây giờ f của bằng âm 5 trước thì chỗ nào có x thì ta thế bằng âm 5. Như vậy đây, trừ 1. Như vậy thì 5 nhân âm 5 thì bằng âm 25, trừ 1 thì bằng âm 20. 16 đúng không nào? F bằng âm 4 thì 5 nhân ở đây là âm 4 trừ 1. 5 nhân âm 4 thì bằng âm 20 trừ 1 thì bằng âm 21. Âm 3 đúng không? 5 nhân cho âm 3 trừ 1 thì bằng ở đây là âm 15 trừ 1 là âm 10. 16 ha. Tiếp 5 nhân cho âm 2 trừ 1, đây là âm 10 trừ 1 là âm 10. 11 được chưa? F của 0 là 5 nhân đây 0 trừ 1. 5 nhân 0 là 0 trừ 1 thì bằng âm 1. F 1 phần 5 là 5 nhân cho 1 phần 5 trừ 1. 5 nhân 1 phần 5 thì bằng 1 trừ 1 thì bằng 0. Rồi, nhiệm vụ chúng ta là kỹ cái bảng rồi điền vô thôi. Đấy, bảng thì ai kỹ không được. Quan trọng tính chính xác hay không, chứ còn kỹ bảng thì ai làm cũng được hết. Sau khi có kết quả đó không nào. Như vậy ở đây chúng ta có là x nè. Đây là y bằng fx nè. Nha. Thì ở đây thay đổi là từ bao nhiêu? Âm 5 này, âm 4 này, âm 3 này, âm 2 này, 0 này, 1 phần 5 này. Được không nào? Thì âm 5 ở đây các em tính bằng 26, âm 26 ghi đây. Âm 21, âm 16,
11 âm 1 đi không? Rồi. Đó. Bài 26 là nó hoàn chỉnh là như vậy các em. Chúng ta hiểu không nào? Rồi, thầy sẽ xin tạm dừng ở đây. Còn cái tiết luyện tập thì thầy đánh dấu ở đây, bắt đầu làm từ tiết luyện tập 27 ha. Cũng sắp hết học kỳ 1 rồi các em ạ. Thầy sẽ cố gắng quay nhanh để thầy sẽ tiến hành giải đề thi học kỳ 1 một số đề và ôn tập cho các em để có kết quả cao. Được không nào? Nhưng mà thì nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu và có cái bổ ích đối với các em thì giúp thầy chia sẻ và click quảng cáo ủng hộ thầy nhé. Và các em nên đăng ký vào cái kênh thầy Quang Vlog nha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.